didn't put it in, I just tapped. Oh, okay. Okay, so hi everyone, so happy Wednesday. Hi there, how I are am you? Back at work, the salon. Theo Lý đi làm Mỹ nhiều hơn mà đi làm. Tại tới ngày cứ làm event và lưu vui với Taste of Việt Nam fundraising cho nên. So hôm nay là một ngày rất là đẹp của ngoài, ngoài trời. Thì can't believe it is like the middle of August, like thời gian trôi qua super super fast, cho nên rất là không biết sao, chắc gần đất xa trời càng già mình mới thấy rằng mình quý những thời gian mà mình có ở bên cạnh những người mình yêu thương, đặc biệt là my community. So đi làm, I'm at work but my mind is always like, you know, thinking of better futures for kids. Taste Vietnam, Taste of Southeast Asia. So we have finished our Taste of Vietnam 2-3 weeks ago, and now we are getting ready for the Tastes of Southeast Asia. That's happening on the 28th and 29th of September. Just 6 more weeks, guys, and it's gonna be a lovey-dovey continuation wedding festival of the Taste of Vietnam, which is the Tastes of Southeast Asia. So, super excited. We are having like 25 different communities showcasing their culture, their costume, fashion show, music. We have live DJ. Last time when we had the DJ at the Taste Vietnam, like people were crazy. Like I recorded some of the video mà cái đêm đó mà mọi người mà ngày thứ sáu của Taste Vietnam mà có anh DJ mà chơi nhạc đó các bạn, các mấy ngàn, không biết bao nhiêu ngàn người mà họ they were so happy and the music was so fun, everyone was like dancing and you know, I recorded that, so I'm gonna post that for you. So this Love Festival of Tastes of Southeast Asia, we're gonna have our DJ back, and it's going to be 2 days of like lovey-dovey, happy food, cultural, music, dance festival. So make sure you save the date and come out to the Tastes of Southeast Asia Love Festival. So today I just want to share with you, I got my hair done. This weekend, Kelly, lại nghỉ làm nữa, nhưng mà lần này không phải nghỉ làm để đi làm event fundraising, nhưng mà tuần này là 30 year anniversary của chị Thúy và anh Bẩn, so sẽ đi Montreal. Nhưng mà Kelly chưa bao giờ tới cái đền thánh như xe ở Montreal, so I'm super excited to go this time. Lần này là phải đến đền thánh như xe để mà tạ ơn Chúa và tạ ơn thánh như xe và tạ ơn Đức Mẹ và các thánh tử đạo Việt Nam, cha Diệp, Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ La Vang, có nghĩa là phải đi tạ ơn, là tại vì nguyên một năm qua, actually nguyên cuộc đời của Kelly luôn luôn cảm nhận mình được Chúa thương và Chúa luôn đồng hành cùng Kelly. Thậm chí những lúc mà Kelly chối Chúa, bỏ đạo, đi đạo khác, thì Kelly luôn cảm nhận rằng là có một cái gì gọi mình trong lòng và tác động mình. Thì Kelly luôn tin rằng những người tội lỗi như Kelly, những người mà bỏ Chúa như Kelly, mà Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn bao dung, thì Chúa đã dạy cho Kelly một điều rằng là chúng ta phải như vậy với anh em của chúng ta. Chúng ta thật lòng Chúa, chúng ta làm Chúa buồn, chúng ta làm Chúa đau thương, thì cũng giống như chúng ta làm cho anh em của chúng ta, hay chúng ta bị anh em của chúng ta làm cho chúng ta như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta dùng tình yêu thương, Chúa lấy đức phục người, Chúa lấy yêu thương phục người, cho nên nếu chúng ta học theo Chúa và chúng ta dùng cái tình yêu thương để mà xóa dịu những cái hận thù hay những cái ganh ghét, thì đó là cái phương pháp mà Kelly thấy rằng nó hiệu quả nhất để giải quyết những cái đau thương trong cuộc đời. Và tại vì ăn miếng trả miếng,
quán chả quán thì nó chỉ làm cho chúng ta khổ thêm thôi, và đó là sự thật. Hồi xưa thì Kelly theo cái quan niệm là ai đánh mình đấm nào thì mình đánh lại đấm đó, nhưng mà cái đó là tại vì khi Kelly chưa tìm về bên Chúa. Nhưng mà Kelly xin chia sẻ với các bạn một người nhân chứng tình yêu 2000 mấy năm sau, sau khi Chúa chết, là Chúa vẫn hiện diện với chúng ta bao nhiêu ngàn năm đi nữa. Riêng Kelly thì Kelly sống thời đại 2000 năm sau sau khi Chúa chết. Nhưng mà dù cho bao nhiêu ngàn năm nữa thì Kelly khẳng định là Chúa luôn hiện diện với chúng ta, và khi chúng ta tin tưởng, cầu nguyện và chúng ta tin có Chúa thì Chúa sẽ luôn đồng hành, không bao giờ bỏ chúng ta. Thì Kelly nói cái này nghe nó như là mơ hồ hay là nó mê tín hay whatever, nhưng mà Kelly thấy rằng mình sống thời buổi này các bạn, mình có nhiều lúc mình tại sợ tuyên xưng đức tin, nhưng mà mình lại ăn chỗ nào, nhà hàng chỗ nào, hay chỗ nào đẹp chỗ nào này nọ thì chúng ta lại review, đi du lịch chỗ nào chúng ta lại chia sẻ, chúng ta lại nói đến. Nhưng mà một cái điều quan trọng nhất đó là về đức tin, về hồn xác của chúng ta, về cái bình an trong lòng mình, mà mình lại không chia sẻ, và mình không chia sẻ về Chúa đủ để cho thế giới biết Chúa hơn. Trong khi chỗ nào, nước nào đẹp, ăn tiệm nào ngon, hay là mua đồ hiệu nào đó mà đang on sale thì ai cũng biết. Thì Kelly sống từng tuổi này thì Kelly mới hiểu được rằng là không có gì quan trọng hơn Chúa cả. Và chúng ta sống theo Chúa, chúng ta là nhân chứng đức tin của Chúa, và chúng ta theo cái đường lối của Ngài, dù rằng là theo Chúa là bao nhiêu sự thử thách nha các bạn. Và Kelly đã trải qua không biết bao nhiêu sự thử thách. Các bạn nào mà bên cạnh Kelly hoặc là Francis Kelly trên Facebook thì các bạn luôn thấy Kelly, đời của Kelly nó bao nhiêu thử thách và vác thánh giá rất là nặng. Nhưng lúc xưa khi không có Chúa thì Kelly không có đức tin vào Chúa thì Kelly cảm thấy nó rất là nặng. Nhưng mà bây giờ Kelly thấy những thánh giá đó là những cái hồng ân mà Chúa giúp cho Kelly hoàn thiện Kelly hơn. Cho nên 24. Have a seat. So, thôi Kelly phải đi làm. Nhưng mà trước khi Kelly đi thì Kelly muốn khoe cái tóc nha. Các bạn thấy hồi hôm kia là tóc của Kelly màu vàng. Nó bắt đầu bị brassy tại vì đi nắng mùa hè nhiều thì nó bị phai. Nhưng mà Kelly mới touch up lại. Thì bây giờ tóc màu xanh. Kelly khoe tí xíu nha. Nhiều bạn hỏi Kelly là tóc Kelly có phải thật không, thì xin thưa không phải là thật. Người Kelly cũng chẳng có cái gì thật hết á. Một ký phấn trên mặt, lông mi thì uống, rồi mặt thì đánh cả ký phấn, tóc thì tóc nối, cho nên màu tóc thì cũng là tóc nhuộm. Cho nên thật sự trên người Kelly không có chỗ nào thật hết. Nhưng mà chính vì Kelly như thế thì Kelly, mình không đẹp nhưng mà mình biết cách làm cho đẹp. Thì các bạn nào mà cảm thấy cần makeover lại thì có thể tới Kelly hoặc là tới tiệm và Scala Salon. Ở đây có rất là nhiều thợ làm đẹp, không riêng gì một cá nhân nào, cho nên nhiều lúc Kelly làm không vừa ý khách thì cũng còn nhiều thợ khác làm rất là đẹp. Nhưng mà ý Kelly muốn nói đây rằng là tóc mình không đẹp đó không phải là cái tội là mình lười, mình không làm đẹp thôi, chứ tóc mình mà nó không đẹp đó là chuyện bình thường. Tại vì đâu phải ai sanh ra cũng nhiều tóc đâu. Nhưng mà tóc Kelly sinh ra rất là ít. Thì Kelly vào ngành làm điệu thì Kelly đã nối tóc, thì tóc của Kelly nối, và cái cách nối này nó không làm hại tóc
mà làm cho tóc rất là dễ chăm sóc và dễ keep up. Thì các bạn nào mà có hứng thú về điệu, về tóc thì có thể liên lạc với Kelly và Kelly sẵn sàng chia sẻ. Và màu xanh này thì đây là lần đầu tiên Kelly làm màu xanh như thế này, nhưng mà rất là đẹp. Và cái màu của Kelly, cái base Kelly, Kelly cũng làm cho nó tối đi hơn để bắt đầu vào mùa thu. Ôi giời ơi, thời gian qua lẹ quá, mùa hè sắp hết rồi, bây giờ tới mùa thu. Thì đây là màu tóc mới của Kelly, thì Kelly xin chia sẻ với các bạn. Và các bạn nào mà tóc rụng, tóc ít, không thích tóc của mình thì có thể liên lạc với Kelly hoặc là Lilo, hay là các bạn ở tiệm Vascara Salon. Tiệm của Kelly làm là Vascara Salon đối diện với Jane Subway, ngay cái intersection của Bloor và Jane. Cho nên các bạn nào có nhu cầu về làm tóc thì cứ nhắn tin cho Kelly nhé. Rồi, xin chào các bạn, phải đi làm cho tư rồi. Chúc các bạn một ngày thật an lành. Và hẹn gặp các bạn trong những video khác. Xin chào các bạn, bye bye. Bye.